Tại triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 diễn ra vào tháng 9 năm nay, hãng Honda đã bất ngờ giới thiệu phiên bản plug-in hybrid của CR-V với người tiêu dùng Trung Quốc. Điểm nhấn của mẫu xe này chính là lượng xăng tiêu thụ trung bình chỉ 1,1 lít trên 100 km. Không chịu thua kém đối thủ đồng hương Honda, Toyota Highlander 2021 mới cũng chuẩn bị có phiên bản plug-in hybrid. Lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 10 năm 2019, Toyota Highlander hoàn toàn mới là mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Về thiết kế, Toyota Highlander 2021 phiên bản plug-in hybrid chỉ có một số thay đổi nhỏ như logo màu xanh dương của nhà sản xuất và cổng sạc điện bên sườn xe. Trong khi đó, những chi tiết thiết kế còn lại của Toyota Highlander plug-in hybrid 2021 không có gì khác với bản thường. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ, TNGA tương tự dây Ford và Camry mới, Toyota Highlander Plug-in Hybrid 2021, sở hữu lưới tản nhiệt khá rộng, gợi liên tưởng đến xe LED sụt, cụm đèn pha thanh mảnh, vuốt về phía sau cũng như cụm đèn xương mù hình tròn khá nhỏ. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình thang và được sơn màu đen. Về kích thước, Toyota Highlander có chiều dài 4.665mm, rộng 1.855mm, cao 1.680mm và chiều dài cơ sở 2.690mm. Riêng phiên bản plug-in hybrid sẽ có trọng lượng 1.885kg, nặng hơn 300kg so với Toyota Highlander thông thường. Ngoài ra, phiên bản plug-in hybrid còn nặng hơn 200kg so với Toyota Highlander hybrid. Đằng sau, Toyota Highlander được trang bị đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp zoom dày dặn. Bên trong cụm đèn hậu còn có đèn cảnh báo lùi và đèn báo rẽ. Trong khi đó, đèn sương mù sau nằm bên dưới cản va, dưới nữa là hai ống xả hình tròn, chia đều sang hai bên. Hiện chưa có hình ảnh của nội thất bên trong Toyota Highlander Plug-in Hybrid 2021. Dự kiến, xe sẽ sở hữu thiết kế nội thất giống với bản thường. Nếu đúng như vậy thì Toyota Highlander Plug-in Hybrid 2021 sẽ có không gian nội thất được bê nguyên từ dây Ford sang. Bên trong Toyota Highlander xuất hiện màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, kích thước 10,1 inch, nằm độc lập trên mặt táp lô. Bên dưới còn có một màn hình nhỏ để hiển thị thông tin của hệ thống điều hòa. Hai bên màn hình này là hai núm xoay chỉnh điều hòa tiện dụng. Ngoài ra, xe còn có vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, ghế bọc da chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống định vị, phanh đỗ xe điện tử, màn hình hiển thị thông tin kính lái và hệ thống định vị. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 7 túi khí, radar đỗ xe và camera lùi. Khi có mặt trên thị trường, Toyota Highlander 2020 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V và Hyundai Tucson. Toyota Highlander 2021, phiên bản plug-in hybrid mới, sẽ được trang bị động cơ xăng Atkinson Cycle, 4 xi lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 180 mã lực và motor điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 306 mã lực, chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 1,1 lít trên 100 km và cho phép Toyota Highlander Plug-in Hybrid 2021 chạy hết quãng đường 63 km bằng motor điện. Ngoài ra, theo hãng Toyota, nếu dùng hệ thống sạc nhanh, người dùng có thể sạc đầy pin cho mẫu crossover cỡ C này trong thời gian chỉ 2,5 tiếng. Hiện giá xe Toyota Highlander Plug-in Hybrid 2021 vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, Toyota Highlander hiện đang được bày bán tại Trung Quốc với giá từ 171.800 đến 238.800 nhân dân tệ, khoảng 607,5 đến 844 triệu đồng.